Nét mới này đó, thì mình nghe giang hồ và các anh em đồn đại có một trái ác quỷ có thể đánh lên 18 ca đam vào một con quái. Nghe là bắt đầu là tò mò là lên ngôi nữa rồi. Lọ mọ lên Discord admin nghiên cứu tiếp tục. Thì mình thấy á, đây là trái quỷ Magu ha. Thì Magu V2 thì nó mới có thể làm được như vậy. Bây giờ nghiên cứu thử xem coi là có chiêu gì mà nó lợi hại như thế. Rồi đầu tiên là admin sẽ boost cho các quả cầu á, Magu bây giờ thêm sát thương cao hơn, là nghe là bắt đầu kèo thơm là kéo đến rồi nha. Kế đến là chiêu Z được tăng sát thương nổ. Wow, có lý đây. Và cuối cùng là chiêu C bây giờ có thể phá được Haki quan sát, hay đúng hơn là bỏ qua cái khả năng né của Haki quan sát. Xem bộ cái chiêu này á là cái khả năng BK là nó ngon rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy trái quỷ Magu ra xem coi phải như vậy hay không. Đầu tiên là lọ mọ vào shop lấy Magu ra, không biết có bán Magu hay không. Mà mình nhớ là mình mua vĩnh viễn rồi, bán hay không gì mình cũng lôi đầu lôi cổ ra được à. Đây, đây chính là Magu. Là con vừa vào sau cái chiêu V của mình nó hồi nè, nó cooldown nè các bạn. Chiêu V này à, chắc là một cái chiêu mà ăn tiền 18k đam đây. Thì trước khi đi thì hữu tục đầu tiên cần làm là đây random thử coi coi là trái quỷ lần này nó có thượng thừa và tối thượng hay không. Lần thứ hai trái chớp, lúc trước Ubi cũng là trái chớp mà bây giờ Magu nó cũng là trái chớp, hình như là mình bị trái này nó ám rồi. Úi, chớp hoài ấy. Riết bây giờ á hả, từ khi mà mặc áo bắt tô nhân phẩm của mình á, trước khi mặc là nó tối thượng lắm mà mặt bị hút hết rồi, bây giờ random ra toàn giày không nè. Chớp, bơm, CPK, riết nhìn nhìn mà nó ớn cơm luôn á. Và bây giờ mình ra thử cho các bạn xem năng lực trái quỷ Magu nó lợi hại như thế nào mà có thể đánh ra 18k đam. Hiện tại thì mastery của mình á thì nó không có được cao nha, chỉ 263 thôi, chứ thật sự mà mastery mà đến 600 nữa đó thì sức mạnh nó lại gia tăng đến một cái mức độ kinh khủng khủng khiếp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi. Đây, đây là cái chiêu Magu, chiêu Z. Nghe nói sát thương nổ và được gia tăng lên á là thấy đỉnh rồi. Chiêu C, chiêu C này có thể bỏ qua cái Haki quan sát nè các bạn. Nó không có né được nha, chỉ cần sử dụng cái chiêu này thôi là một người chơi nào đó đó dù bằng Haki quan sát thì cũng ăn chiêu này. Cứ trúng là lụm, trúng là lấy à, còn hụt thì thôi vậy. Hụt thì người ta quýnh mình lụm lại thôi. Mình lụm có nhiều mình lụm xác á. Tiếp theo là chiêu V nha. Đấy. Đó. Thấy đơn giản vậy thôi á các bạn. Chứ thật sự là thâm thúy cũng như tinh túy nó nằm ở trong đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ lại test với cái con quái bình thường mà nó không có Haki á. Rồi mình coi thử coi là cái lượng đam của cái chiêu Z như thế nào. Mà là trên Discord đặc biệt là bảo là đã được tăng sát thương cao hơn rồi, các quả cầu á. Rồi thử nha. Gốc 7k các bạn. Hô, chưa tính đam đốt nha. Nếu mà con quái nó đứng trong cái vị trí đam đốt á thì nó sẽ khác nữa. Rồi bây giờ mình đấm nè. Đó, cho nó đứng ở trong đó luôn, nó sẽ hơn 7k á. Quả kinh heo. Nhưng mà BK đó thì mình nghĩ là không có bạn nào mà đứng mà chịu đam đốt đâu. Thấy là coi như là bỏ của chạy lấy ngừ rồi. Không ai mà đứng như quái đâu, tại quái này nó đã mặc định cũng như là cố định, nó chạy nó di chuyển vậy rồi, thì mình chỉ canh cái hướng là cho nó đứng ở trong vị trí đam đốt. Thì nếu mà 7k mấy thì kèm theo đam đốt vậy rồi, mình đứng sát luôn nè. Hiện tại thì mình trái Lucian nên là con quái nó đánh mình cũng không có thấm đâu. Nó đứng sát luôn á. Đó các bạn thấy chưa? Nó lên nè. 15k. Gần 16k. Quá khủng. Ôi ôi. Cái này á hả? Bạn nào mà solo á, bởi lỡ sát nhau á đó, mình cứ bắn vậy này là nhiều liền. Ủa đâm đốt đốt kinh thiệt chứ. Đốt đến mười mấy ca. Ứng quái chạy đầu thiệt. Rồi mình bật Haki thử coi. Rồi có khác biệt gì không nha. Bây giờ kiếm con quái đầy máu đi. Đây quái đầy máu nha. Bắn trúng hết luôn á. Rồi vừa tính đâm đốt luôn. 16k4.
Đúng là cái chiêu ghét ra những cái quả cầu bây giờ nó sát thương cao hơn rồi các bạn. Đó, những cái cục như thế này nè, nó sẽ được admin tăng một tí sát thương nha. Quả đã, quả tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với chiêu C á. Chiêu C có bao nhiêu đam? Chiêu C có thể phá được Haki quan sát, thì đúng hơn là bỏ qua Haki quan sát của kẻ thù. Nè, nó thiêu đốt từ từ nè. Thì mình thấy là đam nó thấp các bạn à, nó không có được cao cho lắm. Nhưng mà được một cái á, thì nó bỏ qua Haki quan sát của kẻ thù luôn, mà trực tiếp gây sát thương. Đó, mình cứ đấm một phát vậy á, thì ai mà lù lù vô đam đốt thì ráng chịu. Nhưng mà đấm một cái là người ta quýu, người ta chạy mất tiêu rồi. Nhưng mình giờ mình bị đánh trúng là mình 36 ghế, tủ là thượng sách liền, chứ không ở đó mà chịu trận đâu. Và bây giờ mình sẽ thử với cái chiêu V nha. Chiêu V xem như thế nào. V. Đây. Đó, là gốc. Mạnh vậy. Hết Z đã bá mười mấy ca rồi, giờ V nữa cũng bá vậy nữa. Quất cái mười ca máu. Có phải không vậy trời, cái Dragon này. Cái Dragon này nó làm hơi quá nha. Chiêu X với chiêu C á thì đam nó không to, còn chiêu Z với chiêu V á thì đam nó to không tưởng luôn. Đây mình làm lại nha. Rồi lên nè, giọng xuống. Ăn trọn mà dính thêm đam đốt nữa là thôi rồi trời ơi. Còn nó tăng lên 13k mấy luôn nè. Lão gu dữ quá người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc là test quái có Haki để xem như thế nào á. Mình định qua cái bãi bên kia test đó các bạn. Thì có một bạn join in vào server mình. À, nên là bây giờ là khỏi đi luôn. Tại qua hải quân mà bây giờ á hả, bạn đó cũng không biết nữa. Mà ngược lại hỏi mình cũng không biết luôn. Rồi bây giờ bỏ qua cái chuyện đó ha. Thì mình sẽ kêu bạn ấy bật thử Haki quan sát. Coi thử coi là cái chiêu C của Magu có phá được hay không nha. Quan sát lên em. Rồi ok. Haki quan sát lên. Rồi ok. Mình sẽ thử với chiêu C của Magu nha. Coi là nó có phá được hay không. Phá được nha các bạn. Không có né được luôn. Nó vẫn bị ăn hành nè. Và dính đam đốt là khoảng tầm 3k. Ừ, tuyệt vời. Vậy là chiêu C này chính thức là mình có thể bỏ đi Haki quan sát của kẻ thù và gây luôn đam chính thức nha. Rồi kế đến là chiêu Z nè. Chiêu Z mình sẽ đứng sát bắn luôn nha. Coi thử coi là bạn ấy ăn bao nhiêu. Đi luôn các bạn ơi. Quy tiên luôn. Quá nhanh, quá gọn, quá lẹ. Nhưng mà có điều á là mình phải bắn trúng hết. Còn mà bắn hụt á thì nó sẽ không gây một cái lượng đam mà kinh khủng khủng khiếp vậy đâu. Rồi bạn đó đâu rồi? Mình kêu là bật luôn Haki vũ trang lên. Lúc nãy như bạn đó chưa bật Haki vũ trang á. Phải bật Haki vũ trang lên mới được. Đây là cái lần thử nghiệm và test lại thứ hai của mình với chiêu Z. Và bạn này có bật Haki vũ trang nha. Thì mình cũng kêu bạn ấy tắt Haki quan sát luôn rồi, để có thể mình đánh trúng toàn bộ chiêu Z để coi đam như thế nào nha. Rồi xích sát là luôn nè, bắn nè. Mình bắn á thì đam nó tầm 5k mấy vậy các bạn. Nhưng mà tính về cái đam đốt á, đó. Thì có Haki thì đánh tầm 10k. Ừ. Coi như là gần đi một mục tiêu á. Các bạn thấy kinh dị chưa? Nhưng mà có điều á, muốn phát huy toàn bộ cái chiêu này thì các bạn cần phải đánh trúng hoàn toàn chiêu Z 100%. Nó chỉ cần nó hụt một cái hay là một cái người chơi nào đó mà chạy ra khỏi cái vùng thiêu đốt là coi như là sẽ không được đến 10k như vậy đâu ha. 10k gần 11k. Quá kinh quá khủng. Bây giờ thì chờ bạn ấy hồi máu thì mình sẽ thử với chiêu V xem như thế nào nha. Bạn ấy đã đầy cây máu lại rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bay lên và sử dụng chiêu V nha. Coi thử đánh xuống coi là bao nhiêu sát thương. Lên 10k, 11k, 11. Đi luôn. Một chiêu V chỉ cần trúng đích là kết thúc một kẻ thù. Quá kinh đấy. Còn không ấy á, một người chơi bị đánh trúng toàn bộ cái chiêu V á là nhiêu nhíu. Đau. Sao không đau, quýnh cỡ đó mà sao không đau được. Cái chiêu V nó quá kinh đi các bạn à. Nếu mà trong lúc PK đó thì các bạn phải đánh chiêu C, hoặc là các bạn làm cái cách nào đó để phá toàn bộ Haki quan sát của kẻ thù trước. À, rồi các bạn sử dụng chiêu Z và chiêu V
Nhưng mà cái nhược điểm của hai chiêu này thì các bạn phải cần mục tiêu đứng yên trong vòng 5 giây thì mới có thể phát huy được toàn bộ lực lượng. Còn bây giờ thì mình sẽ test thêm với món đồ tăng thêm 15% đam nữa nha, của trái quỷ. Bây giờ thì mình sẽ test lại hai chiêu, chiêu Z và chiêu V, để xem coi là có tăng thêm 15% đam của trái quỷ nữa sẽ như thế nào ha. Rồi đầu tiên là chiêu Z. Mình nhảy lên cao xíu, mình bắn xuống đi. Coi thử các bạn ấy chết không. Chắc đi à. Đi các bạn ơi. Có thêm món đồ này thì xác định là 100% rồi. Nhưng mà 100% phải bắn cho trúng, phải cho chuẩn toàn bộ. Đam đốt đồ cũng phải đốt trúng mục tiêu. Chứ mà mình bắn không á, mà mục tiêu bỏ chạy đó thì nó không có bao nhiêu hết à. Rồi về. Đắm xuống. Đi chắc luôn. Một phát một là coi như lên đường. Nhưng mà phải duy trì ở trong cái đống lava này nè. Tầm 5 giây thì mục tiêu mới đi được. Còn nếu mà BBB chính thức thì sẽ như thế nào? Thì nếu mà BBB chính thức thì nó sẽ như thế này đúng không bạn? Những người khác lướt nhảy rồi các kiểu thì mình khó mà bắn trúng lắm. Đó. Phải không? Cao lắm thì mình có thể gây được trên 3k đam à. Rồi bây giờ kế đến chiêu V nha. Đó, giờ người khác chạy né nè thì mình cũng phải canh hướng. Đó, mình canh hụt cái là coi như xong. Đó là nhược điểm của cái bộ chiêu này ha. Thì các bạn phải cần một cái người chơi nào đó đồng đội tuôn kẻ thù lại. À. Rồi mình mới có thể bắn cho nó chuẩn toàn bộ chiêu Z và chiêu V thì nó mới có thể gây ra được cái lượng đam khủng như vậy. Chứ không đó là coi như trớt các bạn ơi, trong lúc mà BB á thì cái chiêu Z và chiêu V này thì nó rất là khó để trúng kẻ thù, các bạn cần phải canh hướng. Nó rất là chuẩn. Những bạn nào mà có cái kỹ năng, cái khả năng canh hướng tốt á thì mình đảm bảo đây là một cái chiêu thức mà giúp các bạn có thể kết liễu kẻ thù nhanh gọn lẹ. Nhưng mà canh hướng không tốt như mình đó thì chắc chắn là bắn tầm 2-3k là cùng à. Bắn dày nó giờ người ta chạy nó lao vô 1-2k thôi. Rồi người ta thấy lava là người ta đi ra rồi. Ai mà ngu lao đầu vào để cho đam đốt. Ai. Vậy là mình cũng đã cho các bạn xem toàn bộ cái chiêu thức của trái quỷ Magu V2 được làm lại vô cùng kinh khủng khủng khiếp. Nhưng mà mình thấy á, farm boss, farm quái thì nó khá là ok. Nhưng mà riêng về á, mà mình đánh với một cái người chơi nào đó đó thì rất là khó có thể phát huy được tới mức mà cái chiêu Z nó lên khoảng đâu 10 mấy k máu như vậy. Rất là khó ha, rất là khó có thể làm được điều đó. Thì các bạn nào mà khả năng làm được điều đó hãy comment bên dưới cho mình biết. Xem coi bạn nào có khả năng thi triển BBB với một người chơi nào đó mà có thể lên được tầm 12k máu, 13k máu của chiêu Z cũng như là chiêu V của trái quỷ Mago nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và cũng cảm ơn bạn Redbone 4VN đã hỗ trợ mình trong video lần này ha, để cho các bạn hiểu thêm một phần nào đó sử dụng trái quỷ Magu thì nó sẽ chuẩn xác ra làm sao và nó trật lất ra làm sao. Thì mình cũng đã bôi cho các bạn xem chuẩn là như thế, nhưng mà trong lúc thực tế thì nó kết quả nó không được như mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye các bạn.